mình là Linh, còn đây là Chi. Và chào mừng các bạn đến kênh của Linh Chi Vlog. Hôm nay mình sẽ đọc những cái câu hỏi mà các bạn đã đặt trên Instagram cho bọn mình, để bọn mình sẽ trả lời hết. Đây là một cái video Q&A cho mọi người biết về sự thật của Linh Chi. Ok, và mình sẽ cố gắng ở đây một chút. Và câu hỏi đầu tiên các bạn đặt cho bọn mình rất là nhiều, đó chính là: các chị tên thật là gì? Các chị tên thật là bọn mình thì tên thật là Nguyễn Thằng Linh, tên thật là Nguyễn Linh Chi đó. Mọi người cũng đang cảm giác thắc mắc rồi. Câu hỏi tiếp theo: các bạn sinh năm bao nhiêu? Câu hỏi này mình thấy rất bọn mình sẽ tiết lộ chính là mình 2K10. Mình cũng 2K10 đó. Và ngày tháng năm sinh 10 tháng 9. Còn bọn mình là 11. Còn mình là 11 tháng 2. Còn mọi người biết gì không? Mình sẽ đến sinh nhật mình rồi nè. Biết rồi. Mọi người biết gì không? Giao thừa năm 2021 ý, đúng vào ngày sinh nhật mình. Giao thừa? Ừ. Còn đấy 2 tháng 10. Ừ, 11 tháng 2. Ừ. Rồi tiếp theo là chính là: bọn chị có ý định làm gì? Bọn chị có ý định làm YouTube xong YouTube kiểu mở rộng YouTube cho nó đẹp hơn trong tương lai sắp tới không? Là bọn chị sắp tới bọn chị tạo một cái kênh mới và nó sẽ có thể đẹp hơn. Và bọn chị kênh đấy thì bọn chị chỉ làm một món ăn thôi. Nấu ăn và mấy cái video thử thách như là bốc thăm. Đúng. Bốc thăm mà. Như vừa lại như video trước ấy mọi người. Và câu hỏi tiếp theo chính là: các chị có định mở quán gì không? Bọn mình cho mọi người, cuối năm nay bọn mình sẽ mở quán trà sữa. Tại địa chỉ nào bọn mình sẽ nói cho bọn mình biết sau. Bọn mình đang dự định một quán trà sữa, trà chanh cũng như là đồ ăn vặt thôi. Em mọi người nhớ ủng hộ nhá. Quán trà sữa tên là gì? Tên là Linh Chi Official. Bộ quán Linh Chi T. Linh Chi Official. Bọn mình thì cũng chưa biết được cái tên là gì, nhưng mà trà sữa Trần Châu là do chính tay bọn mình làm nha mọi người. Đây này. Đây là một cốc mà mình chưa uống gần hết. Đang uống gần hết rồi đây này. Cốc trà sữa Trần Châu nhá. Uống luôn. Uống bằng chè nha, rất là môi trường nha. Rất là bảo vệ môi trường. Và ui, có một bạn nữa, bạn ấy hỏi là: các chị thường mua quần áo ở shop nào nhiều nhất? Riêng mỗi người đi, còn chị mua quần áo shop nào nhiều nhất? Mua nhiều shop đấy. Này hai, này Canica, này Win. Shop này. Nào mà chị cảm thấy thích nhất? Shop nào cũng thích hết chị. Một shop là một shop này. Chắc là Win. Win. À, còn chị thì mua rất nhiều shop mà chị thích nhất là shop Đàn Nguyễn. Cái áo đó, bọn mình mua áo crop top mọi người. Mình mua váy này ở Winwin nha các bạn. Không có. Mua mà. À, bạn này bạn có mua áo hàng thử mọi người. Ờ đúng rồi, hàng thử. Đấy là hàng thử đấy. Và câu hỏi tiếp theo là chính là: lần tập bộ đúng vì sao đồng sau bọn mình cũng sẽ mặc cái áo này, mặc chiếc váy này và làm chuyện. Hai bạn này đang xem nha. Và câu hỏi tiếp theo là chính là: Nếu mà không biết quay video, các chị đã từng dùng thử các loại mỹ phẩm nào xịn chưa? Chị đã dùng của nước hoa của Chanel. Cũng thế. Nhưng mà đã dùng từ lâu rồi. Đúng. Và các chị đi size giày bao nhiêu? Mình size 36. À không, thì ra xe em đã. Chị không biết vậy. Sao vậy? 32. Đây là cái điện thoại của mình đặt câu hỏi. Mình đi 31-32 đúng mọi người. 31-32 còn chọn mình đi 35-36. Và các chị có bao nhiêu đôi giày? Mình có 2 đôi giày. Tại vì mình thích, mình bánh bèo giày nha mọi người. Mình cả cả một tủ không bao giờ có xếp trên bàn.
Liêu có đôi sực thế nhỉ? Liêu thích xanh đan rồi. Không, chị phải có một cái thích xanh đan chứ. Ờ, đó là dép của mình. Dép. It's a dép. Và tiếp theo chính là các chị có định làm video skin care không? Không. Có. Chị không. Sẽ có. Chị sẽ có. Nó sẽ không. Tại vì nó không có skin care nào hết. Nhưng mà một đống mỹ phẩm nước hoa sữa rửa mặt. À, mình nhớ bài nhá, mẹ bạn đã đi ra ngoài đường không bao giờ tôi sốt. Ờ, không có sợ sao nào luôn. Ờ, tiếp theo là quán à không. À, mình có rất nhiều bạn hỏi là mình có dùng Instagram hay là TikTok không nhỉ? Có tài khoản riêng của mình, tài khoản riêng của mình là ID của mình thôi nha, mình cho ID là link 112-2010, mình sẽ để link ở mô tả. Các bạn sẽ nhớ là nhớ xem các bạn. Còn khi ID tên của mình ID là ID là số ID ấy bên. Ờ chỉ là link 112-2010. Mình đặt link gì? Link chi thôi. Tên chi cục cục ấy. Bạn này có tên nick tên TikTok là Vanh Nhân. Không phải, cô Năng. Cô Năng mở ngoặc. Cô Năng mở ngoặc thắng thắng. Cô Năng mở ngoặc thắng từ đóng ngoặc. Đấy. Và cái Instagram của mình là mình không dùng Instagram link cả. Bạn mình có Instagram. Và bọn mình có một cái TikTok chung của hai người luôn. Và bọn mình sẽ làm những cái hậu trường để quay video này. Đấy là Chi Bê Lo. Và tiếp theo chính là câu hỏi các chị có định quay TikTok xong dự án sắp tới không? Thì trên sắp tới là trên nhá. Trên sắp tới là không biết luôn. Nhưng mà chắc chắn là ngày nào bọn mình sẽ quay TikTok rồi. Nên là mọi người những coi kênh của Cô Năng Thắng Tử cũng như là Doanh Nhân để xem nhé. Câu hỏi tiếp theo là nếu các chị không có ý tưởng nào để quay video thì các chị sẽ quay cái gì? À, các chị đương nhiên là sẽ quay Q&A. Rồi nên là mọi người ủng hộ nha. Và sắp tới bọn mình sẽ có một cái video rất là đặc biệt, đó chính là đi ba vì và đi ao vua. Và đây là một cái lý tưởng của mình sắp tới từ tuần sau mọi người sẽ xem nha. Bọn mình sẽ quay một quãng hành trình bọn mình chuẩn bị luôn nè. Đi là bọn mình đi bằng ô tô đến luôn này, và bọn mình sẽ ăn gì và ngủ ở đâu và đi a vua có những trò chơi bọn mình sẽ quay hết lại cho mọi người. Tiếp theo chủ đề là nếu mình sẽ cần một video đi bơi. Đúng rồi, đi bơi đi bơi đó mọi người ơi, sáng luôn nha. Nên là sáng mai bạn nào có thể theo dõi thì bọn mình sẽ đăng mình sẽ quay trực tiếp luôn. Trực tiếp luôn. Được. Mạng đấy mà. Có. Bọn mình sẽ đăng video đi bơi vào 1 giờ trưa ngày mai. Mọi người nhớ đón xem trên kênh của mình. À, trên này có anh Kiên. Chào anh Kiên. Chào anh Kiên nha. Anh Kiên đấy. Và trên này có cả chị Chi và anh Hiền đúng không? Ta biết, à em biết mà. Đừng có xem nữa, xong ra đi. Xong ra đi thôi, hãy xem nha. Like, chia sẻ đi hãy xem nha. À, không và nhờ bạn hỏi là nhà hai bọn mình có nuôi thú cưng không? Có. Đây, bạn chị đang thân lấy thú cưng rồi. Phải che cái bộ phận không được nhìn rồi nhá. Con này tên là Bò, mình cũng đang có video giới thiệu lúc mà Bò mới đến nhà mình đó. Đó là kiểu đấy bọn mình rất là thích luôn. Điên à? Mà nó điên đấy, con đang vui còn đang điên rồi. Thật đúng rồi. Và con này tên là Bò. Há mồm vào chào mọi người. Há mồm vô duyên nha.
bảo mấy con này bởi vì nhiều bạn cũng biết, còn nhiều bạn cũng mới xem cho bọn mình biết các bạn biết thôi. Ai đâu, anh kia là con cứng luôn đấy. Không có, không biết là chứ bọn mình được mất tay anh kia đó mọi người. Mình biết là chỉ có anh kia sẽ thấy siêu đấy. Idol, bọn mình là idol. Mình là idol, mấy quên đấy. Anh kia à, nếu có xem được video này, lần sau bọn em mới mọi người tặng chữ ký anh nhá. Bye bye. Có gì? Chưa.